Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2024, giờ này là 10 giờ 15 phút rồi cả nhà. Em mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn mình được nhiều sức khỏe, được nhiều may mắn và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc của mình ha. Quay trở lại với cái video này thì em xin phép chia sẻ và tổng hợp những thông tin đáng chú ý gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình. Vừa nãy thì chị Bích Trâm và anh Linh Tý cũng có một cái livestream chia sẻ. Thì cô chú anh chị mình cũng biết ha, ngày 4 thì phải ta, ngày 4. Ngày 4 đó thì chị Bích Trâm và anh Linh Tý có chạm mặt anh Tím tại phường 4 quận 8 về cái vụ việc xúc phạm của chú Linh Tâm và cũng như là cô Cẩm Thu nói xúc phạm chị Bích Trâm, nói là nằm ngửa sinh dai gì đó quý cô chú anh chị. Nhưng lên tới phường thì phường có một cái gọi là cái tình cái nghĩa giữa người với nhau, thì phường đã giải quyết một cách ổn thỏa, đó là hai người phải gửi clip cho nhau, đôi gửi clip cho đối phương và làm clip xin lỗi nếu đối phương mà chửi như thế nào, dựa vào cái clip đó mà gọi là xin lỗi đối phương. Hẹn là 10 giờ ngày hôm nay, nhưng hôm nay đã qua tới 10 giờ 15 phút rồi, vẫn chưa thấy cái clip của anh Tím lên xin lỗi chị Bích Trâm và cũng như là anh Linh Tý. Cái những cái clip mà anh Tím chửi Bích Trâm và Linh Tý thì Bích Trâm đã cũng đã có gửi rồi, và cũng như là anh Tím thì không có gửi ngược lại cho Bích Trâm nha cả nhà, nên Bích Trâm không có dựa vào đó để xin lỗi được và cũng như là không có lên clip được ha. Đó là cái sự việc. Còn một cái sự việc này sáng nay thì chị Bích Trâm cũng có chia sẻ trên trang cá nhân chị Bích Trâm á, chị Bích Trâm cũng có gửi cho anh Tím rồi, ngày hôm nay gửi lúc 9 giờ 14 phút ngày hôm nay có nội dung như thế này nè. Hôm nay là ngày 6 tháng 10, đúng 10 giờ sáng nay là đến hẹn tôi và ông phải up clip lên Face và YouTube xin lỗi đối phương về những lời chửi rủa và nói sai sự thật. Clip ông chửi bậy về gia đình tôi đã gửi ngay ngay hôm 4 tháng 10, ngay lúc làm việc bên công an. Tôi vẫn đang chờ clip của tôi nói xấu và chửi ông. Chưa thấy ông gửi tôi và ông hãy làm đúng biên bản đã ký trên công an. Gửi clip cho công an xem rồi up Facebook và YouTube. Đó cô chú anh chị. Là có nghĩa là chị Bích Trâm có clip và ông đã chửi rủa và nhục mạ, thóa mạ chú Linh Tâm và cô Cẩm Thu cũng như là vợ chồng Linh Tý và Bích Trâm cũng đã gửi ngay vào cái ngày 4 tháng 10 và lúc làm việc bên với phía bên công an đã ký biên bản là hai người đã đồng ý gọi là xin lỗi nhau, xin lỗi đối phương về những cái lời chửi rủa và nói sai sự thật đó. Thì chị Bích Trâm cũng đã có những cái clip và gửi rồi. Đến ngày hôm nay thì anh Tím vẫn chưa có clip nào hết nha quý cô chú anh chị, chưa có clip nào gửi cho chị Bích Trâm để chị Bích Trâm dựa vào đó mà làm clip để đăng lên trên trang cá nhân của chị Bích Trâm đó. Rồi sau này á thì nếu mà chị Bích Trâm có nói á, nếu mà ổng không gửi clip mà ổng cũng không xin lỗi mà ổng bay về Mỹ luôn á, thì coi như là ổng chấp nhận gọi là tất cả hoàn toàn về lỗi về thuộc về ổng và cũng như là những cái gì ổng chửi là đúng sự thật ha cô chú anh chị, những cái gì ổng nói là ổng hoàn toàn chịu trách nhiệm hết đó. Thì tới giờ phút này thì coi như là đã qua 18 phút rồi thì ông cũng không có lời xin lỗi, cũng chưa có gì hết, thì coi như là ông chấp nhận rồi ha. Rồi một cái điều như thế này nữa nè cô chú anh chị, cô chú anh chị mình lên trên cái kênh của ông á thì cô chú anh chị thấy cái hình của ông Tím và Bắc Năm, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông có để là một cái tấm hình làm hình đại diện cô chú anh chị. Thì theo như em nghĩ chị Hồng Loan nên có một cái dòng trạng thái, một cái status yêu cầu ổng tháo cái hình xuống vì ông này không có hay ho gì cho lắm. Ổng thì ổng cũng không không ổng chửi Hồng Loan vô ơn, ổng chửi Linh Tý, Bích Trâm, nói chung là ổng chửi chị Ni, chửi những người yêu thương ủng hộ bên Hồng Loan rất là nhiều, nhục mạ thóa mạ rất là nhiều, nhưng ổng vẫn nhan nhản ổng để cái hình ảnh của Bắc Năm, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trên cái kênh của ổng. Thì vậy thì em nghĩ là chị Hồng Loan nên có một dòng trạng thái yêu cầu ông này gỡ cái hình xuống, vì chị Hồng Loan đã được cơ quan chức năng và cũng như là được tòa án tại thành phố Hà Nội, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vừa rồi cũng đã có một cái biên nhận công nhận là Hồng Loan là con hợp pháp và cũng như Hồng Loan có quyền toàn quyền quyết định về hình ảnh và cũng như là những gì
mà của cố nghệ sĩ thì Hồng Loan có quyền quyết định ai muốn sử dụng hình ảnh hay là nhạc của cố nghệ sĩ thì phải hỏi ý kiến của Hồng Loan. Đó, nếu Hồng Loan không cho phép thì không được để nha quý cô chú anh chị. Đây là cái hình ảnh của ông Tím và Bác Năm trên kênh của ổng, thì em nghĩ là Hồng Loan nên có một cái dòng trạng thái nhắc nhở ông này tháo xuống ha. Và một cái hình ảnh nữa cũng của cố nghệ sĩ trên cái video mới nhất của anh Hai Hít. À, Hai Hít mới vừa ra một cái MV ở cả nhà, một cái MV hát ha. Và trong cái hình thumbnail ở phía phía sau, mà cái hình mờ mờ phía sau đó, thì của Hai Hít cũng có hình của cố nghệ sĩ, thì em nghĩ là Hồng Loan nên có những dòng trạng thái đối với những người bên kia, và phải tháo hình xuống, không được cho sử dụng hình ảnh như vậy, tại vì Hai Hít thì cũng không còn tình cảm còn nghĩa gì nữa, theo le le rồi cô chú chị nó theo le le và cũng như nói xấu Hồng Loan rất là nhiều. Một câu hỏi được đặt ra như thế này: Hai Hít nếu không có cố nghệ sĩ thì Hai Hít liệu có sống nổi hay không, liệu Hai Hít có show có chậu hay không? Mình hãy tự đi lên chính bằng đôi chân và bàn tay của mình. Đó, tự bản lĩnh của mình mới hay. Tại sao lại cứ lấy hình ảnh của cố nghệ sĩ để PR cho những cái công việc, những cái bài hát, cái MV của mình ha? Đâu phải là con của cố nghệ sĩ đâu ha, chỉ là đứa con đứa cháu trong nghề thôi. Bây giờ là quyền hình ảnh là thuộc về Hồng Loan, là có quyền tất cả sử dụng những hình ảnh. Hồng Loan không cho phép và có xin phép Hồng Loan chưa mà Hai Hít lại lấy hình của cố nghệ sĩ để lên trên cái hình thumbnail của cái MV của mình. Đó, nếu mình còn gọi là một chút liêm sĩ gì đó thì mình hãy tháo xuống ha. Mình tháo xuống Hai Hít ơi. Anh Hai Hít nên tháo xuống nha, và cũng như là anh Tím nên tháo xuống, vì hai người này đã thóa mạ, nhục mạ, chửi Hồng Loan rất là nhiều ha. Tím thì chửi rất là nhiều ha, chửi hầu như là tan thành té bẹ, chửi tan nát luôn. Những ai mà bên cạnh Hồng Loan, yêu thương, ủng hộ Hồng Loan, Hồng Ni đó, thì chửi banh chành hết trơn cô chú anh chị. Còn đối với Hai Hít thì theo le le thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi đó, núp bóng núp váy le le, và cũng như là nói về cộng đồng mạng như thế nào, nói Hồng Loan như thế nào, hát nhép hát gì đó cô chú anh chị mình còn nhớ không ta. Nói rất là nhiều ha, những cái clip thì còn đó, nhưng anh ta lại dựa vào ha, y như con dê không khác tí nào của chú anh chị. Anh ta lấy hình ảnh của cố nghệ sĩ, mỗi lần lên sân khấu hay là mỗi lần mà làm MV gì đó đều lấy hình ảnh của cố nghệ sĩ để lên, để có một cái gì của chú anh chị, để có một cái gọi là PR tên tuổi của mình dựa hơi thôi của chú anh chị, tầm gửi đó, gọi là cây tầm gửi đó. À, hình như là mình tự tự lực cánh sinh không được hay sao á, phải là gửi, phải nương nhờ vào người khác, phải dựa vào tiếng tăm của người khác, mà trong khi cái người đó là cha của Hồng Loan, mà trong khi là chửi Hồng Loan rất là nhiều, nhưng mà lấy hình ảnh của cha người ta ra để đánh bóng tên tuổi cho bản thân của mình, thì thật sự đó là không còn một chút liêm sĩ gì nữa. Nếu còn liêm sĩ thì xin hãy tháo xuống đi. À, và em cũng nghĩ là chị Hồng Loan nên có một dòng trạng thái gửi đến Hai Hít và cũng như là con da, và bên cạnh đó là anh Tím ha. Đó, mình sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ thì tháo xuống nha. Em còn nhớ nha, ca sĩ nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh đó cô chú anh chị, có một cái bài hát con trai của anh ta hát chung với lại nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đó, trong một cái đoạn rap có nhắc về tên của cố nghệ sĩ, thì cố nghệ sĩ, thì anh ca sĩ nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh này á cũng có xin phép Hồng Loan ha, có xin phép Hồng Loan rõ ràng thì mới có sử dụng được tên thôi, chỉ là cái tên thôi cô chú anh chị, chỉ là gọi tên thôi đó. Mà ca sĩ nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh người ta rất là lịch sự, người ta lại xin phép Hồng Loan đàng hoàng. Còn đối với anh Tím và cũng như Hay Hít thì em nghĩ là nên tháo xuống đi, mình không có liên quan gì đến cố nghệ sĩ, và cũng như là không có nên sử dụng hình ảnh của ba Hồng Loan đâu ha, tại vì mình chửi người ta banh chành té bẹ, chửi người ta lên bờ xuống ruộng trong suốt một năm mấy qua, gần 2 năm qua, thì mình nên giữ lại cho mình một chút liêm sĩ, mà quên nữa không biết ông ta có liêm sĩ hay không nữa, nói thì nói vậy thôi. Đó, hy vọng là chị Loan có một dòng trạng thái để gửi đến những người này ha cô chú. Và một thông tin nữa thì em muốn gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình, mấy ngày hôm nay cô chú anh chị và các bạn mình không thấy anh Hải chồng chú chị Hồng Loan đúng không ạ? Em đã từng nói, em đã từng chia sẻ là anh Hải có việc nên anh Hải không có xuất hiện trên cái ống kính của mấy anh em YouTube, và cũng như là anh Hải có việc gì đó thì em không chia sẻ được hay cả nhà. Anh Hải vẫn bình thường, rất là bình thường, không có chuyện gì hết. Gia đình của chị Hồng Loan vẫn là trong ấm ngoài im.
cơm rất là lành, canh rất là ngọt, cô chú anh chị không có chuyện gì xảy ra hết. Nó chẳng qua là anh Hải không xuất hiện nhiều thôi, nhưng vậy đó mà nó đồn thổi rằng là anh Hải bị bắt rồi. Thằng Tử Cung với cô chú anh chị, thằng Tử Cung đồn là anh Hải bị bắt rồi. Mới vừa rồi trên cái livestream của Linh Tý và Bích Trâm thì anh Tý có gọi trực tiếp cho quý cô chú anh chị và các bạn mình thấy được là anh Hải đang ở đâu. Thì ra là anh Hải đang ở shop Bun Bun, đang bán gọi là giày da, túi xách, dây nịt, cá sấu đó quý cô chú anh chị. Và những cái công việc của anh Hải là cũng như là Hải thầm mà ảnh âm thầm mà cô chú anh chị Hải thầm mà cứ âm thầm làm những công việc của ảnh thôi, ảnh thì ảnh không có lên tiếng, ảnh không có nói gì trơn cô chú anh chị. Từ trước giờ thì quen ảnh, biết ảnh, biết ảnh nhiều chứ ảnh cũng gặp anh em YouTube thì cũng cười cười chào chào thôi, chứ ảnh cũng không nói gì nhiều chân cô chú anh chị, thì cả nhà mình cũng biết rồi. À, công việc của ảnh thì ảnh làm, còn xuất hiện trước cái ống kính nhiều hay ít thì mọi người cứ đồn đoán, phía bên kia nó cứ đồn đoán là anh Hải bị bắt, và cũng như là anh Hải với chị Loan có xích mích bắt hòa vậy đó. Thật sự đó là những lời dẫn dắt của phía bên kia thôi, cô chú anh chị mình đừng có nghe nha. Trước khi chúng ta biết được sự việc á, thì chúng ta hãy cứ từ từ, người ta yêu thương thì chúng ta sẽ chờ đợi kết quả thôi, của chúng ta chờ đợi trong tem chia sẻ thôi. Vừa rồi thì anh Linh Tý cũng có gọi trực tiếp trên cái đường live gặp anh Hải rồi ha, anh Hải cũng đâu có nói gì đâu cả nhà, chỉ biết là thấy ừ rất là khỏe, rất là vui vẻ. Vậy mà Tử Cung nữa là anh Hải bị bắt rồi, bị bắt cái kiểu gì mà đang ở shop bên bôn, bị bắt cái kiểu gì mà được sử dụng điện thoại. Chị Trâm nói một câu hài hước với dởm á, bị bắt cái kiểu gì mà được sử dụng điện thoại, chắc anh Hải này là con của ông nào đây nè, của cục nào, của bộ nào, chắc bự lắm nè, cũng lớn lắm nè nên được sử dụng trên điện thoại khi bị bắt. Thật sự mà nói đó là những lời dẫn dắt của Tử Cung và cũng như là phía bên kia thôi cô chú anh chị. Và một thông tin nữa thì chị Bích Trâm với lại anh Linh Tý cũng khẳng định và gửi đến anh Nd, anh Đôn Lằng đó cả nhà. Cái anh Đôn Lằng á là ảnh tự ý đến tìm nhà của chị Bích Trâm và anh Linh Tý để nhằm mục đích gì, thì chị Bích Trâm và anh Linh Tý cũng đã gửi một dòng trạng thái vào hẳn cái tường nhà của Đôn Lằng luôn, và Đôn Lằng cũng đã thừa nhận rằng là anh ta có đến tìm Linh Tý và Bích Trâm với mục đích và động cơ gì thì không biết, và ai là người đứng sau phía sau đó thì chúng ta cũng chưa rõ nha cả nhà. Camera ở hàng xóm xung quanh đã ghi hình lại, anh Linh Tý cũng có chia sẻ đó là cái camera nhà của hàng xóm chứ không phải camera nhà ảnh. Thì nhất cử nhất động của những kẻ xấu kẻ lạ vào nhà của anh Linh Tý và Bích Trâm cũng như là tất cả bà con lối xóm ở đó, thì cô chú anh chị mình biết rồi, người ta yêu thương nhau thì người ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau, và cũng như là tìm ai và có những kẻ lạ vào thì cô chú anh chị cũng biết là được hàng xóm yêu thương bảo vệ mà cả nhà. Anh Linh Tý và chị Bích Trâm sống như thế nào mà được hàng xóm yêu thương như vậy thì cô chú anh chị nghĩ nghĩ rồi, quá là tuyệt vời đúng không cả nhà. Mà cái thằng Đôn Lằng này em nghĩ là chắc nó cũng không không dám bước tới nhà đâu, nhà của chị Bích Trâm nuôi chó rất là nhiều cả nhà, chỉ cần thả chó ra thôi nó đồ chạy mất dép đó. Thì em cũng không hiểu vì sao cái thằng Đôn Lằng này lại tìm tới nhà của anh Linh Tý và chị Bích Trâm, tới theo cái chỉ thị của ai, tới theo cái sự xui khiến của ai ha cô chú anh chị. Chứ thật chắc thì cái chuyện của Lê Tím và Bích Trâm và Linh Tý thì lên công an phường cũng giải quyết rồi, mà tại sao đó thì Đôn Lằng lại đi tìm tới ha, tìm tới nhà của Bích Trâm và Linh Tý, mục đích và động cơ của anh ta là gì? Bích Trâm cũng đã có chia sẻ nếu mà gia đình Linh Tý, Bích Trâm mà có chuyện gì là anh này hoàn toàn chịu trách nhiệm. Gia đình thì còn có cụ bà 80 tuổi, con nhỏ, vợ chồng anh Tý mà đi ra đường hay là chuyện gì đó thì Đôn Lằng sẽ chịu trách nhiệm cả nhà. Camera đã giám sát ghi lại hình ảnh và cũng như là cận cảnh bản số xe của anh ta rồi, những lời nói của anh ta cũng đã được xác định rồi. Anh Tý cũng đã báo cơ quan chức năng tại phường nơi sở tại anh Tý đang ở cư ngụ rồi. Anh này thì lành ít dữ nhiều rồi cô chú anh chị, nếu mà có gọi là những cái hành động gọi là xấu, tổn hại, gây hại đến gia đình của Linh Tý Bích Trâm thì anh này phải hoàn toàn chịu trách nhiệm rồi. Đó, đó là những thông tin mày muốn gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình ha. Cái lần mà anh Đôn Lằng này đến nhà Linh Tý Bích Trâm thì nó khác xa với lại Linh Tý Bích Trâm tới nhà của Lê Tím nha cả nhà. Tới nhà Lê Tím là tháo khẩu trang ra. Bích Trâm tới nhà Lê Tím thì tháo khẩu trang ra, xin phép được vào nhà để thăm hỏi và ghi hình rõ ràng. Còn đối với Đôn Lằng thì đeo mắt kính, khẩu trang kín mít luôn cô chú anh chị. Nói chung là từ đầu tới cuối không có lộ gì chân á. Nhưng bản số xe đã lộ, nhưng những tiếng nói và hành động của anh ta đã lộ ra. Nghe cô chú anh chị, đó là những cái gì mà anh ta đã làm và cũng như đi tìm Linh Tý Bích Trâm để làm gì, thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý nếu anh ta có những hành động xấu với lại Bích Trâm và Linh Tý ha. Rồi
Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình ở một cái video tiếp theo. Có thông tin gì mới thì em sẽ cập nhật cho quý cô chú anh chị và các bạn mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.